công lao và sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ đang không tiếc máu xương và
của nhân dân vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Về với hội thi hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn và đồng nghiệp chào đón sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo hội thi điểm cấp tỉnh, các đồng chí đại diện thường trực ban thường vụ thị ủy, lãnh đạo các ban phòng ngành, ủy ban mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể thị xã. Xin nhiệt liệt chào mừng 13 đội thi đến từ 13 xã phường và toàn thể các cổ động viên, quý khán giả có mặt để cổ vũ hội thi ngày hôm nay. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể hội thi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội thi, cùng với sự phát triển đi lên trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, chúng ta đang phải đối diện với thực trạng môi trường bị ô nhiễm, gây nên hệ lụy khôn lường, những hiện tượng biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai bất thường, dịch bệnh đều có nguyên nhân xuất phát từ vấn nạn ô nhiễm môi trường. Đối với thị xã Mỹ Hào chúng ta là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, nơi tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp, trường học, kéo theo lượng dân số cơ học đông cũng gây nên áp lực lớn đối với môi trường. Bình quân mỗi ngày lượng rác thải sinh hoạt trong các khu dân cư là từ 85 đến 90 tấn, trong đó lượng rác thải được xử lý tại nguồn và vận chuyển đi đến các xử lý chỉ trên 20 tấn, còn lại dồn về các bãi rác tập trung tại các xã phường, dẫn đến sự quá tải. Ở nhiều địa phương có tình trạng rác thải đổ không đúng nơi quy định, rác không được phân loại, rác thải nhựa tràn lan, các bãi rác tập trung tự phát gây nên mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân. Thực hiện đề án 178 của phụ nữ thanh niên thực hiện phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2023-2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện chỉ thị số 43 ngày 2 tháng 4 năm 2024 của ban thường vụ thị ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã. Hội thi được tổ chức ngày hôm nay với mục đích nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho các tuyên truyền viên tại cơ sở nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của người dân trong bảo vệ môi trường, đồng thời tạo diễn đàn để các đơn vị điểm giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ và nhân dân phân loại xử lý rác hữu cơ, hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị Mỹ Hào ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tham gia cuộc thi, ban tổ chức hy vọng các đội sẽ phát huy hết khả năng, sự hiểu biết của mình, cùng tạo nên một diễn đàn quan trọng, truyền tải những thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường. Sau hội thi, các thí sinh sẽ là những sứ giả, những tuyên truyền viên tích cực giúp cho những người dân, gia đình, cộng đồng cùng hướng đến xây dựng một môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Với ý nghĩa đó, thay mặt ban tổ chức, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc hội thi đội tuyên truyền viên giỏi về bảo vệ môi trường năm 2024. Kính chúc các vị đại biểu khách quý, các hội thi, các cổ động viên mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội thi, và ngay sau đây, ban tổ chức hội thi xin trân trọng giới thiệu một thành phần hết sức quan trọng, người sẽ đồng hành cùng với các đội trong suốt hội thi hôm nay. Đề nghị hội thi nổ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón người dẫn chương trình của chúng ta, MC Thanh Dung, chuyên viên văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị xã. Xin được trân trọng cảm ơn ban tổ chức. Lần đầu tiên cho phép Thanh Dung xin được chuyển tới quý vị đại biểu khách quý, ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội thi, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, đồng thời đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, triển khai ngày càng sâu rộng, hiệu quả thông qua hội thi đội tuyên truyền viên giỏi về bảo vệ môi trường do Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã tổ chức, với mong muốn nhân rộng, lan tỏa những giải pháp, ý tưởng, sáng kiến, các mô hình, cách làm hay, khả năng xử lý tình huống trong quá trình tổ chức thực hiện ở mỗi địa phương, hướng tới xây dựng thị xã Mỹ Hào ngày càng xanh, sạch, đẹp và giàu mạnh. Hội thi đội tuyên truyền viên giỏi về bảo vệ môi trường thị xã Mỹ Hào năm 2024 sẽ trải qua 4 phần thi: phần thi chào hỏi, phần thi kiến thức và phần thi năng khiếu. Lượt thi đầu tiên, ban tổ chức sẽ đan xen 2 phần thi.
phần thi chào hỏi và phần thi năng khiếu. Đội thi mang số báo danh số 1 sẽ thi phần thi thứ nhất với phần thi chào hỏi. Đội thi mang số báo danh số 2 sẽ thi phần thi năng khiếu. Và tiếp tục, đội thi mang số báo danh số 3 với phần thi chào hỏi. Số báo danh số 4 sẽ thi vào phần thi năng khiếu. Cứ lần lượt cho đến hết số báo danh số 13. Sau đó quay vòng thi cho đến hết các đội tham gia đủ 2 phần thi. Về phần thi chào hỏi, thí sinh tự giới thiệu về đội mình và đưa ra các thông điệp bằng các hình thức như thơ, ca, hò vè, tiểu phẩm. Thời gian tối đa cho phần thi này là không quá 5 phút. Ban tổ chức cũng xin được lưu ý với các đội, nếu quá 1 phút sẽ bị trừ đi 0,5 điểm. Ở phần thi năng khiếu, các đội sẽ trình bày một tiết mục bằng hình thức tiểu phẩm, hát, múa, thơ, trình diễn thời trang mang thông điệp bảo vệ môi trường. Thời gian tối đa cho phần thi này. Đào Quang Minh xin chúc cho 13 đội thi sẽ tự tin hoàn thành xuất sắc các nội dung trong đội thi. Đội thi đừng dừng ở về bảo vệ môi trường thì sẵn sàng. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội thi, ngay sau đây hội thi sẽ bước vào phần thi đầu tiên theo danh sách các đội đã bốc thăm do ban tổ chức cấp. Xin được lưu ý các đội, ban giám khảo sẽ tính thời gian ngay sau phần giới thiệu của MC mời các đội. Vâng, một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng đội thi đầu tiên trong hội thi ngày hôm nay. Xin mời các vị Phường Phan Đình Phùng với màn chào hỏi. Xin trân trọng kính mời. Lần đầu tiên cho phép đội thi đến từ đơn vị hội liên hiệp phụ nữ phường Phan Đình Phùng xin gửi đến các quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, phường Phan Đình Phùng nằm ở phía bắc thị xã Mỹ Hào với tổng diện tích đất tự nhiên là 752 hecta, nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Toàn phường có 2.865 hộ với 9.358 nhân khẩu. Hiện nay hội liên hiệp phụ nữ phường Phan Đình Phùng đang quản lý 1.243 hội viên. Các hội viên đang sinh hoạt tại 7 chi hội và 7 câu lạc bộ. Đến với hội thi hôm nay, đội của chúng tôi gồm có 5 thành viên. Sau đây tôi xin giới thiệu về đội của chúng tôi. Bích Ngọc là tôi, tính tình vui vẻ, rất yêu văn nghệ, múa dẻo hát hay, chăm chỉ đêm ngày, là chị hồng mến. Siêu tầm tìm kiếm, mỹ nam thứ ba, thủy mị nết na, là chị Thu Hà. Trong công tác hội tích cực tham gia có em Bích Phượng. Kính thưa toàn thể hội thi, để tiếp tục đến với hội thi hôm nay, đội của chúng tôi gồm có 5 thành viên. Sau đây xin giới thiệu về đội của chúng tôi. Thành viên thứ nhất là chị Hồng Mến, thành viên thứ hai là Ninh Thị Lan và Thu Hà, và tiếp theo là đồng là Bích Phượng. Đến với hội thi hôm nay, đội của chúng tôi mang thông điệp chung tay bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn, xử lý bỏ rác đúng nơi quy định, hành động nhỏ đợi ích to. Kính thưa toàn thể hội thi, để tiếp tục đẩy mạnh không đột phá, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua phụ nữ thực hiện phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2023-2026. Thời gian qua, hội liên hiệp phụ nữ phường Phan Đình Phùng đã, đang và tiếp tục vận động cán bộ hội viên và người dân tích cực vận động gia đình, người thân và bạn bè cùng nhau thực hiện phân loại rác thải tại
tại hộ gia đình, hạn chế sử dụng túi ni lông, nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần, duy trì phát động hội viên tham gia ngày chủ nhật xanh, chăm sóc cỏ đường hoa phụ nữ tự quản, tích cực thường xuyên dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm nơi công cộng. Hội viên phụ nữ và người dân đã phần nào nhận thức thay đổi chủ trương thu gom rác, xử lý phân loại, tái sử dụng rác thải. Nhờ đó mà các tuyến đường của phường đã phần nào hạn chế không còn tồn đọng rác thải để ra nơi công cộng, cảnh quan môi trường ngày càng xanh sạch đẹp hơn. Đến với hội thi hôm nay với tinh thần giao lưu và học hỏi, để tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp hội viên phụ nữ. Phụ nữ chúng ta hãy cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn, bỏ rác đúng nơi quy định, hành động nhỏ lợi ích to. Phần thi trả hỏi của đơn vị Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phan Đình Phùng đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời kính chúc sức khỏe, chúc hội thi thành công rực rỡ. Ngày hội thi hôm nay, xin mời các tổ trưởng tổ dân phố cùng hai chị tham khảo
Thì hiểu như thế là tốt rồi đấy. Dạ vâng ạ. Chúng ta hãy cùng nhau phân loại và xử lý rác thải tại chính gia đình của mình, bảo vệ môi trường.